Sau gần một tháng công bố chương trình kích cầu du lịch lần thứ hai, du lịch thành phố Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu khả quan. Đặc biệt dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch sắp tới đều rơi vào sát cuối tuần là yếu tố thuận lợi để người dân đi du lịch. Vì vậy, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang kỳ vọng vào lượng khách ấn tượng trở lại thành phố biển miền Trung. Năm nay, công ty này chọn một resort 5 sao ven biển Đà Nẵng để tổ chức kỳ nghỉ cuối năm cho nhân viên và gia đình. Chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn của thành phố giúp họ có kỳ nghỉ chất lượng và đẳng cấp hơn mọi năm. Đang kích cầu du lịch cho nên giá thì cũng rẻ hơn mọi năm, nên là phù hợp với mọi người đi du lịch. Vì cái lịch trình thì bọn mình sẽ đến resort ở đây, rồi tổ chức team building, rồi gala dinner, rồi bọn mình sẽ lấy miếng sọc thần tài. Dù phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những năm trước khi kích cầu trong mùa thấp điểm này, nhưng nhiều khách sạn, công ty lữ hành tại Đà Nẵng vẫn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, dịch vụ tặng kèm hấp dẫn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đã lắp đầy được hơn 50% công suất phòng khách sạn cho cái dịp lễ hội sắp đến. Và chúng tôi đang mong chờ cái tỷ lệ để tăng dần thêm 20-30% nữa. Chúng tôi xác nhận chắc chắn luôn là chúng tôi cần khách đi du lịch. Giống như mà Đà Nẵng đang có một chương trình quảng bá rất là hay, đó là Đà Nẵng nhớ bạn. Tôi chuẩn bị thật kỹ để đón khách và tôi đang hy vọng rằng là trong kỳ nghỉ lễ dương lịch dài này thì lượng khách đến Đà Nẵng sẽ rất là đông. Cùng với các sản phẩm tour, nghỉ dưỡng với giá ưu đãi sốc, thì Đà Nẵng cũng tận dụng tối đa lợi thế sân bay ngay trung tâm thành phố, tăng cường hợp tác du lịch hàng không và phục hồi 100% các đường bay nội địa đi và đến thành phố để tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm đến nổi tiếng miền Trung. Đã có 12 đường bay nội địa từ các cái điểm du lịch trên địa bàn cả nước tới thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không cũng như là cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để triển khai tổ chức thêm nhiều chuyến bay từ các cái đường bay đó. Trước khi khép lại năm 2020 đầy biến động và khó khăn, du lịch Đà Nẵng cũng chuẩn bị nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, ẩm thực đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội chào năm mới, với mong muốn thúc đẩy nhu cầu vui chơi, du lịch của du khách và người dân, từ đó tạo đà phục hồi hoạt động du lịch trong năm 2021.